siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Nhìn em rất là ngon. Chị Tường hôm nay đẹp quá, em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua, sư phụ. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào, chào các bạn khán giả ở dưới. Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thảo. Thảo. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? Bốn mấy hay là hăm mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khi em nó hơi lố đó. Có nhiều người khi em cũng trẻ khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Vậy em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp nghe anh Quyền Linh là em thua rồi. Quyền dạ. Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn Nam lên đi anh. Lên đứng nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa, nhớ đi nha. Rồi chúng là bạn trai. Có tôi đây. Chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái mà. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện, gọi tắt là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế, mình xây dựng tình thế để khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em anh nói... ơi em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em, anh dễ dãi lá thích là chiều, ai kiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lại bẫy được. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặn em ơi. Ông ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn, em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm, tay chân quý quá trời ngồi nè, nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ em quá lên mà. Ờ đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn ấy cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá, thẳng tính là sai, dễ nay người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có, đồng nghiệp với lại bạn. Nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi bên dãy bên kia. Chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được chết rồi. Trời ơi. Chào. Sao mà cái mặt gì cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe hường một cái anh chàng làm cái như là nó lớn tên lớn ca lớn cất mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị? Bảnh. Có bảnh. Ngước mặt lên tao nhìn cái gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mới cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá, em hôn chị lên má.
Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua, sư phụ. Trời ơi, đứng đó ổng đẹp, ổng hôn thiệt nữa, mệt nữa. Nghe không Cưng? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo hàng lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em đó là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một, giống LCD với mình. Chết. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng, rồi đi tắm, đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là Cương Sinh nhưng đừng có da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Huyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Huyền Linh. Gần giống đó, dạ. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ, mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu. Tại sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt thôi vậy, nhưng mà người ta vẫn tốt, đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Huyền Linh là cười hiền á hả? Anh Huyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa rồi. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá, em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Phải hai không? Người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi, cho hai em lên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Huyền Linh, đẹp trai Huyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh? Dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh, không phải nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói câu sao em cũng muốn ha. Ừ. Bị ngọng rồi. Vậy anh khen em kiểu đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi, hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha, nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. À, nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh, không sao. Nãy giờ anh hỏi rồi, để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. Chắc đúng rồi, cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, thằng anh đi. Dạ chào chú ạ. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó, chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nghe em. Cái lộn like cho anh rồi. Anh câu like của em rồi anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha từ bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa, vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được á chị, nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Thì tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Dạ, chào tất cả mọi người, chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Nguyễn Tiến Thành. Hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Bình Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi chị. 29 tuổi? Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào anh trai bên cạnh. Tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo.
Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là giày, sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là nghiêng dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. À, rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em đảm đang, chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào thì em cũng máu em dễ dồn lên não thì em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy? Bạn trai, nghe những cái ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì rất là say mê với công việc. Còn cái nhược điểm của em thì thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia, tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ, khoảng 10 giờ chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được chị. Nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Thì tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Rồi, là tình trường của em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em từng quen 2 người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm ạ. Dạ, nhưng mà yêu xa không ạ. Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm rồi? Dạ, quen 6 năm rồi, chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. Quen 6 năm sao chia tay em? Dạ, tại vì định hướng của hai người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng cho nên là chia tay. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? À, định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em. Nhưng mà sau thời gian anh về quê thì cái công việc của anh em về dưới thì nó cũng không phù hợp em. Nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? À, anh quen 2 người em. Mối tình mới của anh thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều nên cái suy nghĩ thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện? Dạ em nói nhiều lắm chị. Chỉ có giận mới không nói thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bình thường thì em líu lo. À vậy thì được. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn anh. Nói nhiều hơn sẻ. Bên đây líu lo lắm dạ. Em yên tâm. Chỉ có dạ. Em làm người ta giận người ta mới đến thôi cảm. Rồi em muốn tìm người phụ nữ, ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị. Tròn tròn xíu với lại nhìn cái khuôn mặt đó. Sao khuôn mặt? Cái khuôn mặt tròn tròn. Thấy ăn sườn nước lắm nè. Nấu nồi chè sườn nước ăn hết luôn nè dạ. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai, em đẹp trai lấp lánh mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá. Rồi đừng có hút thuốc, nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Cô tới không em? Dạ em không có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm. Bởi vì em nhậu khoảng chừng 2 chai các em chốt về mất tiêu rồi. Tới giờ ngủ phải về ngủ chứ. Em coi cô gái chị có tròn không nha? Em thích tròn do luôn phải không? Ồ, chào em. Trời, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, bút mít ha. Mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó dạ. Thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm? Em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ, thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn. Nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có xến quá. Em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên đàn trai là có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi. Nghe chưa em? Dạ nghe. Trời. Rồi coi nhà trai sao? Dạ chào chị. Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao? Anh muốn người mà mập. Không chị, em là tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc dạ. Mình đã ổn định chưa em? Dạ, công việc ổn định rồi chị. Có điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ, em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu hơn.
Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ, rất là cá tính chị. À, cao to mập ốm. Nghe anh Quyền Linh nói chắc cũng chọn. Đúng ý rồi ha, ngồi cười đi. Rồi, hôm nay em đi, em có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với chị ruột với hai đứa em họ. À dạ, rồi, chào chị ruột của em đâu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào khán giả, quý khán giả. Thì theo em nhận xét về cái Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thật ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi, nhưng mà nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó dạ. À, thì em thấy bạn quanh đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Dạ. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt rồi, thấy hai người thì nói chung cũng hợp nhau thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ anh đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Dạ con chào. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào cô Cát. Dạ chào bác. À, chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường mà hôm nay là gặp mặt rồi. Dạ. Ở Vĩnh Long đi lên đây luôn hả bác hả? À, dạ, đó, ở Vĩnh Long lên đây luôn. À. Đi hồi 4 giờ khuya. Nói Thành là quê ở Bến Tre, vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó. Nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là... Vườn nhiều không bác? Vườn nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? À, nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Ồ, dữ hả? Vậy là có sầu riêng mít ổi trong cơm nhiều lắm rồi đó. Có nhiều lắm rồi. Thì có mà tại chú Quyền Linh biết không? Hồi sáng này á, tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ. Có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì... Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm, chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. Trời ơi, chết Thành. Dạ. Rồi, thôi giờ mình vô bác câu chuyện ngày hôm nay bác Thành ha. Thì hiền dạ. lắm dạ. Mà cha mẹ nói gì là nghe nấy, như công chuyện nhà thì biết làm hết. Rồi bác thấy, dạ, cô, bác thấy cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái đó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Chứ phần cô Cát Tường biết làm sao? Chị nghe tên Thảo là chị vừa ý á, bị bên nội của Thành toàn là dần tê không? À mới rồi nha. À, đặt tên con là dần tê không mà. Chứ không có ai mà trái cái luật đó được hết. Thành ra hồi mới vô là chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. Thế được cưới liền thì, không? Thì cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới. Để là đã dự định hết rồi. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá wow. Như bây giờ bác hỏi con luôn á, để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là ba bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Rồi cảm ơn dạ, bác, bữa nào con về ghé Vĩnh Long chơi nha. Thôi kéo màn lên. Cũng con của địa rồi, con địa thổ. À, chào em. Dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. À, cảm ơn em. Dạ. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? À anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Trỗi á. Dạ. Dạ. Còn em? Em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn quận 12. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em về anh sao? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến, cũng điềm đạm. Dạ. Anh ít nói lắm em. Dạ em thích vậy, tại em nói nhiều quá em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình vậy thôi. Dạ anh, em xin hát bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Một bầu sáng phà rạch miêu qua lẻo đẻo theo sao, đôi bông trăng trên đầu thường như áo cô dâu, áo bầu đo cánh chiến da bầu vàng phù sa, mắt ngời xanh nước biển tim bầu hồng long hoa.
Thì lên đây thì anh cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em. Ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau, vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện dạ với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói ba chữ anh cũng vậy, cái anh cười à. Rồi, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào, 3 tiếng đếm. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau, nắm tay nhau đã. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cùng đạp 212 Lý Chiến Thắng nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Tổng trị giá của món quà tặng này là 7 triệu đồng, gửi tặng hai bạn. Chúc điều may mắn hạnh phúc nhất sẽ sớm đến hai bạn nha. Rồi, vậy được chưa bác ha? Đẹp đôi là cưới luôn á hai bác ha. Cưới dạ nha. À, chúc hai bác sắp có cháu nội. Rồi, bấm tay làm gái. Thế mà khi mà mỗi lần mà quý vị thấy ông Mai bà mối mà bắt đầu sắm áo dài rồi vô là quý vị hiểu điều gì rồi chứ gì nữa. Tin vui, tin vui. À, chúng ta còn nhớ rằng một chàng trai có thể bự hơn Hoàng Linh chút. À, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ở Bình Phước có một số phòng trọ, ở Long An cũng có một số phòng trọ. Hai người nhớ đã cặp đôi đó không? Rất là dễ thương đó quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại Thúy Vi và Thế Hiển. Quá. Rồi, vô giữa nào, vô giữa nào. Ồ, hai người đứng chung ha, có ai to hơn ai ha. Hiện đứng gần kế anh cho anh thấy anh nhỏ bé xíu vậy. Từ ngày mà bấm nút hẹn hò về nó tiến hành sao mà tới ngày hôm nay. Thế kể sơ sơ mọi người nghe coi. Sau khi bấm nút hẹn hò thì khoảng tuần lễ là em bắt xe lên nhà Vi để tìm hiểu. Rồi sao nữa? Để tìm hiểu, thấy hai đứa ăn ý, nói chuyện nhau hợp quá thì khoảng 2 tuần thì đăng ký kết hôn luôn. 2 tuần. Ủa là giờ đăng ký kết hôn rồi? Dạ. À, đám cưới thì chưa cưới mà đăng ký kết hôn luôn rồi. Dạ. Rồi, cái điều gì mà thúc đẩy nhanh lẹ dữ vậy? Không biết điều gì nhưng chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng Thúy Vi và các bạn. Hôm nay sao đây? Hôm nay. À, bữa nay em lên là cảm ơn ông Mai và Mối đã xe duyên cho hai đứa em và dạ gửi thiệp mừng của rồi. Đây chị cầm cho cái này, cầm cho. Hạnh phúc lắm quý vị. Chúng tôi đã nhận rất nhiều thiệp cưới thế này và mong rằng hai đứa trăm năm hạnh phúc. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn hai em rất là nhiều nha. Cảm ơn hai em. Nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn, em không có nói nhiều, nhiều khi là không có giải quyết được vấn đề. Em hát suốt ngày thì chắc là cũng phiền mọi người. Yêu đơn phương thì em có hai mối tình. Bây giờ thì chúng ta cứ tiếp nối niềm vui như vậy quý vị nhé. Hy vọng cái tình yêu hạnh phúc này nó sẽ truyền tải đến cái cặp đôi thứ hai của chương trình. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai, xin mời. Hả Mai. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Vi Vũ. Hiện nay em 23 tuổi, em tới từ Bình Thuận và em đang làm lễ tân cho công ty du lịch Á Đông Video Tour ạ.
Dạ em xin tự giới thiệu, em tên Huỳnh Quang Toàn. Hiện tại em 28 tuổi và em đến từ Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp em thì đang làm nhân viên kinh doanh bên dịch vụ viễn thông. Tối thì em có đi hát, rồi đi hát từ thiện á. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn và em biết ca hát. Em cũng là một người khá là kỹ tính. Còn nhược điểm của em thì em thấy là em hơi kén ăn nè, rồi em dễ giận và nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn, em không có nói, nhưng nhiều khi là không có giải quyết được vấn đề. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, nói chuyện cười suốt ngày, rất là yêu con nít. Còn dạ. Điểm yếu là gì? Hình như hơi nhát đúng không? Hơi rung đúng không? Dạ em rung. Điểm yếu của em thì em hát suốt ngày thành chắc là cũng phiền mọi người. Hát suốt ngày vậy đó hả? Thôi giờ hát thử hay không, vấn đề là hát hay hay không kìa. Dạ. Nào. Em hát cái bài này chắc là nó cũng nguyên nhân dẫn em ế. Dạ. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây dùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Yeah, yeah. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Yeah, yeah, yeah. Giọng hát rất là ấm áp ngọt ngào. Bạn nam hát hay quá chị ơi, mà em thích mấy bạn hát hay á chị. Vậy á hả? Rồi bạn gái hát tiếp đi. Em không biết sao nhưng mà cái gu của em là hay hát mấy bài nhạc buồn, nghe xong muốn tự tử luôn á anh. Thôi. Cho nên hôm nay chắc em sẽ hát một bài nhẹ nhàng. You can take it, just don't break it. All my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that your life is full, I still be loving you. Rồi cặp đôi này hát là coi như hát cả ngày luôn vẫn được ha. Hai bạn rất là dễ thương. Bây giờ tới tình duyên đi. Mình trải qua được mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức kéo dài 3 năm. Thời em còn đi học, vô Sài Gòn em học thì tụi em yêu xa á chị. Cho nên là từ đó là chia tay. Bây giờ mời bạn trai, tình trường của em thì sao? Em thì mối tình chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Còn yêu đơn phương thì em có hai mối tình. Lý do sao em đơn phương em nói tao biết à? Em nói nhưng mà ý là người ta không chịu. Không chịu hả? Dạ. Em nói sao người ta không chịu? Em nói anh cũng thích em. Nói chung nói trên tin nhắn thì nó lãng mạn hơn nhiều. Nói trong tin nhắn hả? Dạ. Bởi vì em không dám nói thẳng. Hãy mạnh mẽ lên em. Chứ dạ. Nói tin nhắn cũng như không. Rút kinh nghiệm mới tình này là mình phải quyết liệt lên nha em. Mình thích là mình nói thích. Chứ... yêu là nói yêu. Dạ. Không phải yêu thì nha. Nói một điều cho xong. Rồi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em cao tầm 1m7, có trách nhiệm. Muốn tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, da thì trắng, người có... ý có xu hướng gia đình đó. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi, nhưng mà bạn nữ bên kia nói em mét bảy đúng không? Mét bảy là em thiếu rồi, chết rồi. Dạ không sao anh. Sao đâu em. Dạ. Có những cái nó sẽ bù lại cho cái chiều cao của mình ha. Dạ. Bây giờ trước khi chị qua gặp mặt thì chị muốn hỏi em là cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ một người nhậu nhẹt hút thuốc, một người không biết giữ lời hứa. Em có nhậu nhẹt hút thuốc không em? Dạ mấy cái đó thì em không ạ. Cái không. Mối tình đầu tiên làm em không bao giờ đụng bia rượu luôn. Wow. Vì mối tình đó em hút một lần hai xì rượu luôn. Tức là buồn quá đúng không? Dạ do em yêu chị đó lớn 2 tuổi á, chắc là ba mẹ chị đó không chịu. Qua Tết là chị đó giống như lánh mặt em á, em buồn quá. Trước là làm... Nói chung là em uống hai xì rượu. Dạ. Rồi sao nữa, cái sợ kết quả luôn. Sau khi uống hai xì rượu bị cái gì mà sợ luôn tới giờ? Trời hai xì rượu đế á chị. Rồi em say mấy ngày luôn á. Tẩn luôn tới giờ là bỏ hẳn luôn đúng không? Tốt, dạ. Bỏ rượu là rồi, tốt vậy đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quen nhau mà được thì bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Chắc em nghĩ khoảng 2 năm. 2 năm. Dạ. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không?
bạn gái thì nói chung giả dối thì ai cũng không thích hết. Rồi bạn gái không, tự nhiên quên rồi. Bạn trai sao mà nhút nhát quá vậy? Ủa, ca sĩ mà sao mà phải dạng gì vậy? Bởi vì tao mới ế, đúng không? Dạ. Bây giờ hy vọng hôm nay mình sẽ gặp duyên anh sân khấu này nha. Dạ. Nào, anh xem. Ô, bạn gái rất là xinh. Dạ. Anh kia anh hiền quá. Dạ. Nhưng anh hay đi hát, em có ngại chuyện không? Dạ không, mà có gì ảnh dắt em theo luôn cũng được. Dắt theo được đúng không? Dạ. Chứ đi mình cũng hơi mà. Dạ đúng rồi, nguy hiểm. Nguy hiểm ha. Dạ. Có gì em xin cho nó hát luôn. Hay quá, không có uống rượu nè, không có thuốc nè, không có trai gái luôn. Đúng chưa? Dạ. Anh ơi mà cho em hỏi, anh có gia trưởng không anh? Không. Gia gì nói gia. Gia không nói mà gia, nói gì mà gia trưởng. Dạ. Anh thấy được đó. Cảm ơn. Đàn gái dễ thương ha. Đàn trai cũng dễ thương luôn. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Bây giờ mình sẽ hỏi với người thân ha. Dạ em đi với ba chị ruột của em chị. Ồ, à, chào ba chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các quý vị khán giả. Em là Trúc Vũ, chị gái của Baby Vũ. Chị ba thấy là bạn nam chung là khá là dễ thương, hiền, thích con nít nữa, là có vẻ là một người sống có trách nhiệm. Và có vẻ là bạn đó là nói ít làm nhiều, không có cần phải nói những lời hoa mỹ, nhưng mà người ta sẽ làm cho mình những cái điều quan tâm tới mình, tốt của mình, nên cái đó là ưu điểm lắm luôn. Chị ba cũng thích như vậy nữa. Em xin hết ạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị ba. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến bạn thân của em. Rồi, chào bạn. Chào anh Viên Linh và chị Cát Tường. Và chào bên gia đình bên bạn gái và toàn bộ khán giả. Xin chào anh. Thứ nhất là vì Toàn á, thì không may thì cha mẹ Toàn thì mất sớm, nên là Toàn đã có tính tự lập rất là cao. Là em chơi thân từ nhỏ đến lớn, bây giờ thì tính tình như nào là em biết hết. Tứ tự tưởng là nó không có rồi. Bạn bè mình đi nhậu rú rẹ, rú rớ đi không, nó không bao giờ có. Khi yêu ai rất là dung tình, rất là si tình. Bạn nữ này có thể là gửi gắm được cái con tim mình cho. Còn riêng về bạn nữ đây thì nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đáng yêu, đặc biệt rất là lanh. Bù lại cái nhút nhát của Toàn thì rất là hợp. Dạ. Đó. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, chuyện của hai bên như vậy. Bây giờ mình quan trọng là mình ha. Trái tim có rung động hay không? Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Nào, hãy trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Chào anh. Dễ thương quá, hai bạn bạn nào cười cũng xinh á. Có món quà tặng em đó. Dạ em cảm ơn. Rồi. Không biết là anh thích mẫu phụ nữ như thế nào ạ? À? Như anh nói á, em thích là dễ thương, da trắng. Dạ, vậy có trắng chưa? Đúng rồi, như vậy rất là rất là thích. Dạ cảm ơn em. Dạ. Còn em thấy anh sao? Dạ cách nói của anh rất là thật tình. Em thích cái người mà biết nói và biết hành động hơn là nói không. Anh có còn muốn nói gì nữa không anh? Chúng ta sẽ hẹn hò như thế nào? Hẹn hò thì có thể là do tối anh đi hát. Nhóm anh thì hát thứ 6, thứ 7 cuối tuần á, để ủng hộ cho bệnh viện Nhi Đồng 1-2 và bệnh viện Truyền máu huyết học á. Dạ. Nếu mà em cũng đam mê hát thì đi theo nhóm anh. Dạ được á anh. Bài lâu đài chẳng nói không? Bài gì về tình yêu á mấy. Đứng kế bên cô ấy hát để cho cô ấy cảm nhận được xem nào. Đứng nhìn vào cô ấy hát, chỉ có hai người thôi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tận tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hai bạn dễ thương lắm. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo đấy. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Nắm tay nhau. Nói với chị, mấy chị điều gì đi, em trai.
sau này nếu mà được kết duyên với em á, thì anh chắc chắn hứa sẽ chăm sóc suốt đời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Tôi muốn làm vậy thì để các bạn không bao giờ quên những giây phút này, và tất cả mọi người cũng không bao giờ quên giây phút này. Những giây phút thật sự là xúc động. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cùng Rạp Cinemax 212 đến chiến thắng gửi tặng các bạn. Đừng buông tay ra, nắm tay nhau một cặp. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay anh thật chặt. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic. Máy nước nóng hiệu Centon với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Không nắm tay nào. Nắm tay thật chặt. Xin phép hai chị cho chúng tôi đi xem phim nào. Xin phép hai chị. Dạ, ok chị. Rồi, hai em đi đi. Hay quá.